qua, công ty Than Mạo Khê đã tổ chức thành công hội thi An toàn vệ sinh viên năm 2020 với hình thức đổi mới gắn với thực tế sản xuất. Hội thi là dịp để các an toàn vệ sinh viên được trao đổi, tìm hiểu và bổ sung thêm những kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, qua đó nhận định, đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn, biện pháp xử lý, loại trừ nguy cơ trong sản xuất, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm, chức năng giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường sản xuất, khẳng định vai trò của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong công tác an toàn vệ sinh lao động của công ty. Tham gia hội thi năm nay có 152 công nhân là an toàn vệ sinh viên hiện đang làm nghề kỹ thuật tại các đơn vị. Các thí sinh được thi dưới hình thức thi theo khối lò, khối ngoài và được chia thành 5 nhóm thi. Theo quy định từ ban tổ chức, hội thi năm nay sau khi được phổ biến, huấn luyện quy định an toàn, các thí sinh sẽ phải sử dụng đầy đủ dụng cụ, trang bị bảo hiểm lao động liên quan đến từng ngành nghề dự thi, thước mét, căn lá, máy đo khí để trực tiếp vào hiện trường sản xuất trong lò và ngoài mặt bằng, kiểm tra phát hiện các mối nguy hiểm, đưa ra nhận định nguyên nhân và giải pháp để triệt tiêu các mối nguy hiểm, đồng thời trao đổi thông tin giữa an toàn vệ sinh viên các đơn vị để học tập, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ an toàn vệ sinh viên. Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi của công ty Than Mạo Khê tổ chức năm 2020 rất khác so với mọi năm. Năm nay có những mô hình đổi mới, đó là chúng tôi được đi vào các hiện trường sản xuất tại các vị trí làm việc của các nhóm công nhân lao động để nhận biết được các nguy cơ, các sự cố có thể gây ra tai nạn lao động cho thiết bị và cũng như cho người lao động. Hội thi năm nay thì ban tổ chức đã có những cái đổi mới về cái hình thức và cả nội dung của hội thi. Thì chúng tôi đã được vào trực tiếp hiện trường sản xuất của các đơn vị bạn để hào hỏi, trao đổi cái cách làm và nhìn nhận, đánh giá các cái nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn trong lao động. Từ đó đưa ra các đề xuất đối với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo công ty để kịp thời chấn chỉnh và để đảm bảo trong quá trình sản xuất. Qua 5 ngày diễn ra hội thi, các thí sinh đã thể hiện được vai trò trách nhiệm của an toàn vệ sinh viên trong việc kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động ở phần dự thi thực tế hiện trường của mình. Qua kiểm tra hiện trường sản xuất hôm nay, tôi phát hiện một số nguy cơ gây mất an toàn lao động. Vị trí cột chống chuyển đổi mấy xà là đã không ăn khớp, đã bật ra khỏi mồm, có nguy cơ là tụt đổ và bật cột vào người. Khuôn tăng cường dưới chân nội trợ là ba cột tăng cường là thiếu dây buộc đầu cột, có nguy cơ là tụt áp, gây nguy cơ tụt áp là đổ vào người. Để đảm bảo an toàn, tôi kiến nghị với lại phó quản đốc trong ca là khắc phục những cái tồn tại nêu trên. Thứ nhất là buộc đầy đủ dây buộc đầu cột để đảm bảo để không cho cột tăng cường tụt áp đổ vào người. Thứ hai là cho đánh lại cái cột chống vì chống chuyển đổi để cho mồm cột và mồm xà ăn khớp vào với nhau. Tại vị trí chân nó chợ là vật tư máng trượt là được chưa được xếp gọn gàng, gây ảnh hưởng đến lối đi lại. Qua đây tôi đề xuất với phó quản đốc trong ca là cho chuyển xếp gọn cái vật tư cầu mang trượt ra vị trí rộng rãi đảm bảo an toàn. Là vấn đề tồn tại thứ nhất là cái sơ đồ cung cấp điện để kia là khuất, lẽ ra là phải treo cao và để gần đây để cho người ta vận hành, người ta có thể nhìn rõ sơ đồ cung cấp điện. Thế còn ở khu vực này thì là cái dây nạp tàu như này để như này là không đảm bảo, về nguyên tắc là không được buộc thắt nút như thế này là dễ gây đến dập gãy cái điện, không đảm bảo an toàn. Đây là cái khu vực để cái giá nạp và các cái bình ắc quy nạp tàu, thì là hiện tại các cái bình nạp này đang phía bên trên đang vứt lẫn các cái rác thải khác, như thế này là cũng không đảm bảo an toàn. Tiếp tục ở khu vực này dây nạp này vẫn tiếp tục là cái động tác thừa dây, cho nên là chắc là công nhân thắt nút vào đây như thế này cũng không đảm bảo an toàn này, không được phép để như này. Qua đánh giá từ ban tổ chức, các thí sinh đã nghiêm túc chấp hành mọi nội dung quy chế của hội thi. Bài thu hoạch đã phản ánh được những phát hiện tồn tại trong quá trình đi hiện trường sản xuất, từ đó nhận định, đánh giá có nguy cơ mất an toàn, đồng thời đề xuất các giải pháp xử lý, loại trừ nguy cơ sự cố, tai nạn lao động tại vị trí làm việc, cùng với những bài học kinh nghiệm cho bản thân và đơn vị nơi mình đang công tác. Đây là một trong những nội dung mới, lần đầu tiên được áp dụng tại hội thi lần này của công ty. Là một trong những đơn vị được công ty quan tâm tạo điều kiện để hiện trường để cho các an toàn vệ sinh viên các đơn vị đến thi, thì tôi nhận thấy là
năm nay thì công ty có những cái đổi mới sáng tạo cũng như là mềm hóa trong quá trình thi. Những năm trước đó thì là công ty có thi các cuộc thi an toàn vệ sinh viên cũng là chủ yếu về mặt lý thuyết, cái thứ hai là nhận diện các nguy cơ qua các hình ảnh trên màn hình. Nhưng năm nay thì công ty đã có một cái đổi mới sáng tạo và rất là thiết thực, là các an toàn vệ sinh viên được đi hiện trường tại các gương than đường lò để nhận diện, đánh giá và kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn cũng như là công ty có thể nhìn thấy trong quá trình lao động sản xuất. Qua cuộc thi thì cũng thấy rằng đây là cũng là một cái sân chơi rất là bổ ích cũng như là mang đầy những cái tính phong phú và sáng tạo để cho mang đến cho tất cả các cái thí sinh an toàn vệ sinh viên. Thế thì cũng qua các cái tình huống mà của ban giám khảo, ban tổ chức cũng đã đưa ra và đặt ra đối với lại an toàn vệ sinh viên, thì qua cái các tình huống cũng như là qua nhận định ở dưới hiện trường sản xuất thì cũng nhận thấy là các đồng chí an toàn vệ sinh viên cũng đã nhận thức được các cái nguy cơ, các tiềm ẩn mà có nguy cơ mà luôn luôn dẫn đến xảy ra các cái sự cố cũng như là tai nạn lao động. Trong những năm vừa qua, công ty Than Mạo Khê luôn đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đầu tư thiết bị, máy móc, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng công tác an toàn trong lao động sản xuất. Qua đây tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới ban giám đốc công ty, công đoàn công ty, phòng kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động đã tạo ra một cái sân chơi hữu ích để các an toàn vệ sinh viên chúng tôi có cái dịp cọ sát và học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong khi thực hiện nhiệm vụ. Sau cái đợt cuộc thi này, bản thân chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, phát huy cái tinh thần nêu gương và luôn vận động tuyên truyền tổ viên trong tổ sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân, tuyệt đối không mang các vật phát sinh lửa vào trong hầm lò, kết hợp kiểm tra kỹ thuật của thiết bị che chắn các cái vị trí nguy hiểm và tuyên truyền cho toàn thể tổ viên cùng nhau tham gia phòng chống đại dịch COVID-19.